Đây chính là ly kem bơ giữa mùa đông giá rét. Một ly 20k nha. Số 76 đường Nguyễn Văn Trỗi. Anh ơi, trời lạnh vậy, anh em có bị lạnh không? Em rất là ngon. Ngon lắm hả anh? Mấy người chị ơi? Anh biết là... Chị ơi, mấy người vậy? Ờ, 5 người. Mình để em mua đồng với kem. Nghĩa là em có thể làm trong bài hát dẫn mà đây là một địa điểm đầu tiên mình làm. Chị ơi, còn chị Giang chị thấy sao, ngon không? Kem béo lắm. Béo lắm. Nhưng mà để ý là nhà biết sao không? Khi mà kem bơ lạnh như thế này mà ăn vẫn thấy rất là thú vị đúng không? Nói chung là để cho em ấy với em ăn kem bơ đúng là đường nha. Mà kem bơ là kem bơ còn bé quá từ năm 10 Dạ, cảm ơn anh chị nha.